too much. Ok, sẽ lấy bên này. Wow. Cháu rất thích ăn bún luộc, mì luộc nhé. People should see my videos like cooking and being stay at home mom and question why don't I go to work, right? Chắc mọi người xem video thấy mình suốt ngày cứ nấu ăn rồi ở nhà chăm con rồi ở nhà mẹ bỉm sữa ấy, mà tự hỏi là tại sao mình không có đi làm ấy. So bye. Bye. Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh của Trang Đoàn In USA. Em đi say hi. Hi. Ơi, mẹ cháu mới chuẩn bị xong cái món gỏi cuốn Việt Nam. Cái món này bố cháu thích lắm. Cái gì con? Ăn nhá. Đợi một tí đã. Đây là để mẹ giới thiệu ăn đơn giản thôi. Chỉ có thịt này, thịt luộc này, tôm luộc này, trứng chiên này, rồi bún luộc này, nước mắm tỏi ớt này. Và đây thì mình có cà rốt này, dưa leo này, quả bơ này, rau xà lách với cả rau rau cilantro là rau gì nhỉ? Rau mùi. Đấy thì mình mới có cái bánh tráng này. Mình có cái bánh tráng hiệu này cả nhà. Bình thường mình hay mua cái ba cô gái ấy, nhưng mà đợt này họ hết rồi nên là mình mua cái này. Thì không biết có ngon không, ăn thử xem. Honey, can you just open this one for me? Yeah. Mình bảo chồng mình mở cái này ra cho mình. Bây giờ anh chồng mình sẽ lấy đồ cho em bé nhà mình ăn, honey. Just take some food for Emmy. Yes, sir. Emmy nó cũng ăn giống như bố mẹ. No, no, it's okay. Tại vì con nghe kết lên là papa nói con, papa yêu con mà, đúng không? Tại vì papa bảo là con không được bún, vâng, chỉ xuất bún. Cái đấy là quả bơ. Quả bơ, đúng rồi, đây là tôm. Anh bảo là anh cho thịt nữa. Đấy. Bún. Con ăn đi. Cháu mới khóc xong đấy. Papa chú quát cháu đấy nhờ. Oops. Too much. Ok, chút lấy bên này. Wow. Cháu rất thích ăn bún luộc, mì luộc nhá. Rất thích luôn. À, ngon quá. Ngon quá, con ăn trứng rồi nào. Ăn trứng chưa nào? Cho cháu thêm một tôm đi. Này, cho cháu thêm tôm đi. Ngon quá. Ôi trời, bún kìa cháu. Cẩn thận rơi đấy con, rơi xuống dưới này này. Ok. Hi, hello. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Trang Đoàn In USA. Em đi say hi. Hi. Lúc nhìn vào camera. Nhìn vào camera mà. Hi. Nào ok. Nhà mình sẽ bắt đầu ăn nhá. Ok nào. Đây, bây giờ mình sẽ cho vào đây. This is not the first time my husband eating this one. Đây không phải lần đầu tiên anh chồng mình ăn cái món này. Anh ăn nhiều lần lắm rồi cả nhà. For many times already, he has eaten this spring rolls. Giving away the secret, I've had spring rolls before. Anh chồng mình bảo là tại sao em lại nói ra bí mật là anh đã từng ăn ăn gỏi cuốn trước đấy? Thì đúng là vậy mà. No, nhà mình đã rửa tay rồi nhé cả nhà nhé. Ăn bằng tay thôi, bóc vào đi cho nó. Nó nhẹ nhàng tình cảm. Not too much rice. Yeah, yeah, that. Mình bảo đừng có ăn nhiều bún. Bún ăn nhiều không tốt đâu, cho một chút thôi. You know what we don't have? You know what we don't have? What? Bowls for the sauce. Oh, right. Oh, quên mất là cái cái bát đây. Bát đây. Give it to me. I can give you some sauce. Đây em cho anh cái nước chấm. Anh chồng mình ấy có một cái đặc biệt là anh ấy rất thích ăn nước mắm, chứ anh ấy không thích ăn cái kiểu như là tương đậu phộng đâu. Mình cũng thế. Hai vợ chồng mình rất là thích ăn nước mắm. Thì ở đây mình cứ cho tỏi mới này, ớt ấy, các kiểu đấy. It is, however, our first time using this brand of rice paper. À, anh bảo là đây là lần đầu tiên mà mình ăn cái bánh tráng này nhá. Còn trước là mình hay ăn cái bánh tráng ba cô gái cơ. Cái cà rốt này là để sống nhá cả nhà, không có trần qua đâu. Sticky well enough, folds up well enough. Anh bảo là cái bánh tráng này cũng ok mà, cũng quặn, cũng rất là dính. Đây là thịt này, thịt luộc này. Yep, that works. Anh bảo là cái bánh tráng này là được, có nghĩa là ok đó. Lần sau mình sẽ mua. Next time we're gonna buy it again. It seems a bit cheaper, right?
I mean, it's discounted. They have it on sale. Yeah. Lần trước là họ bán kiểu như là họ đang khuyến mại ấy, thì nó rẻ hơn. Ngon ha? We'll have to see. Yummy? Mm-hmm. Ngon. Mm-hmm. Ngon ngon, huh? Mm-hmm. What would call it in Vietnamese? Ngon ngon? No, no. This dish. Wow. What would we call it in Vietnamese? Cái món này người ta gọi trong tiếng Việt là gì anh? I don't remember. Anh nói anh không nhớ. Gỏi cuốn. Ăn đến hàng bao nhiêu lần rồi mà không nhớ. Ăn đến hàng bao nhiêu lần rồi mà không nhớ. You have eaten for many times and you don't remember the name. What? Oh my god. Ăn ăn rất là nhiều lần rồi mà chỉ biết ăn mà không biết nhớ. No. Only know how to eat but don't know how to remember things. Right? Mm. We're more like once every 3-4 months. I should sure ask you about it and you remind me what the word is. Bye bye. We just got started. Mình vừa bắt đầu mà đã bye bye rồi. Bye bye. Not yet. Con nói hi. Hi. Bye bye, mama. Đúng rồi. Emmy, con nói. Emmy. Emmy. Đúng rồi. Right. Mm-hmm. Where's mama? Thế Emmy có yêu mama không? Where's mama? Emmy có yêu mama không? Mama. Có yêu mama không? Có. Yêu không? Không. Có. Do. Mm. You said. Papa. There's not papa. I'm papa. You goofball. Papa, đây mà. Đây là mama. This mama. I'm papa. How many rolls do you think you can eat so so far? At least 5 or 6. Probably more than that. Mình hỏi anh chồng mình là bao nhiêu cái gỏi cuốn anh nghĩ anh có thể ăn được? Anh bảo là anh có thể ăn được 5 cái. Mm-hmm. Is it the favorite one? Có phải món yêu thích của anh không? No, I mean, it's good. I like it. Mm-hmm. But I'm not sure if I would say it's my favorite. There are other dishes that I would think are even more tasty than spring rolls. Mm. Probably one of my favorite healthy dishes. Mm. Or healthier. Mình hỏi anh chồng mình là cái món này có phải món yêu thích nhất của anh không? Yêu thích ấy. Thì anh bảo là, nói chung là anh thích ăn gỏi cuốn. Nhưng mà không phải là cái món mà yêu thích nhất. Cái món này thì nghĩa là anh sẽ liệt kê là một trong những món yêu thích mà có lợi cho sức khỏe mà có rất nhiều loại rau ấy. Chứ còn cũng không phải là cái món mà sao lại yêu thích nhất. So what is your most favorite dishes? The dish in Vietnam. Thế anh thích món gì nhất ở Việt Nam? Maybe egg roll? Well, the bún dish with the egg roll. Bún chả nem. Yeah. Really anh bảo thích ăn cái bún chả nem nhất. That one's a good one. Mm-hmm. Bún? Bún? Rất thích ăn bún nhá. Con mình rất thích ăn bún luôn. Thì bún. Bún chả nem. Bún chả nem. Còn đây là gỏi cuốn. This is gỏi cuốn. Is what? This is the gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Mm-hmm. Yeah, I was gonna say you were giving me a hard time about not remembering the name. And as far as I can tell, you never told me the name. Anh ấy nói mình là em thì không vui khi mà anh không nhớ tên các đồ ăn, nhưng mà em không thường xuyên là nói tên các đồ ăn trong tiếng Việt cho anh nghe. Bye bye. Con nói gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Ngon ha. Gỏi cuốn. Bún á, cho em bún á. Bún cho mấy kia. Chôm nhá. Chôm. Mà. And that, oh, look. People just see my videos like cooking and being stay at home mom and question why don't I go to work, right?
chắc mọi người xem video thấy mình suốt ngày cứ nấu ăn rồi nhà chăm con rồi ở nhà mẹ bỉm sữa ấy, mà tự hỏi là tại sao mình không có đi làm ấy. Rồi mình có đi làm một thời gian, lúc con mình có 9 tháng thôi, sau đó được mấy tháng thì là mình nghỉ ở nhà, tại vì hai người cùng đi làm một lúc con nhỏ nó rất là khó, tại vì cái tiền gửi trẻ bên này đắt lắm cả nhà ơi. Con nhà mình là vợ chồng mình đang ở một cái làng, một cái phố rất là nhỏ, mà cái tiền gửi trẻ nó đã lên đến 1.000 đô la trong một tháng, mà mình chỉ gửi từ thứ hai thứ năm thôi nhá, còn thứ sáu thứ bảy chủ nhật là vợ chồng mình không có gửi, tại vì thứ sáu là chồng mình được nghỉ nhá. Thế mà là 1.000 đô, mà chưa kể là những ngày con mình ốm đau mình không đến nhà trẻ được, là chồng mình ấy với mình là phải thuê một cái cô đến đây, hoặc là phải nhờ vả người nọ người kia qua đây, phải trả thêm tiền nữa, rất là bất tiện. Nên lại cái nữa là nói chung là nước Mỹ là nước của cơ hội, thích đi làm là có việc thôi mà cả nhà. Quan trọng là mình có muốn đi làm không và làm công việc gì. Ở thời điểm hiện tại thì chồng mình có thể lo được cho mẹ con, hai mẹ con, thì mình chọn là mình sẽ ở nhà để mình lo cho con với cả mình chăm sóc gia đình, chứ còn không phải là mình muốn ở nhà. Ai cũng muốn đi làm, hội nhập xã hội rồi kiếm tiền từ chính bản thân mình, nhưng mà cũng có lý do nọ lý do kia nữa. Chung là honey, can I have one more? Yes, sir. Mình có thu nhập hơn thì mình cũng vẫn tốt hơn chứ. Mình đã phải là giàu hẳn đâu. Vợ chồng mình mua cái nhà này vẫn còn đang là trả góp mà. I said that everybody wants to go work to earn some more money, but there's some reason that I still staying at home as stay at home mom. So I think it's reasonable to do so, you know. Yeah. So thì chồng mình cũng ủng hộ mình, he supports me, so what? He can provide our family. Bún nhá, con đã ăn bún đây này, thì em ăn bún thế à? Này, ăn thêm trứng nhá, này, trứng. Thì bữa ăn thì mọi người chia sẻ câu chuyện cho nó vui. Đây, bún này rất là ngon nhá. Bún thì không có bún tươi đâu cả nhà. Ở Mỹ thì mình toàn mua cái bún khô về, xong mình luộc lên, xong bắt đầu là mình để cho ráo nước đi, thì là bắt đầu là mình bỏ ra đây. Chứ còn không có bún tươi như ở Việt Nam mình đâu. Nhưng mà mình ăn nó cũng quen, cũng ngon ấy. Nhưng mà nói chung là cái gì tươi thì cũng sẽ ngon hơn, nó đúng là như vậy. Nhưng mà mình ở đây lâu rồi, mình ăn cái kiểu là mình cũng quen, cứ khô mình ăn quen hết. Mình cũng dễ thích nghi cả nhà, nên là mình ăn uống cũng dễ lắm. Mình ăn được tất cả các đồ nước nọ nước kia mình ăn hết. Who's that? Is that you? Tomorrow. Is that you? Who is that? Mình chắc chỉ ăn được khoảng 3-4 cái này là no. Tastes like a mini lobster. Hai bố con này lô cái gì đó? What are you doing? Make noise being silly. Oh, there's some cilantro. Oh man, you're missing out on the cilantro. Anh chồng mình bảo bây giờ mới nhìn thấy ra mùi. Trời ạ. Ok cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Thì ăn uống nó khá là dài dòng, nên là mỗi một tuần mình sẽ làm một hai video hoặc là ba video là tối đa. Ở thời điểm hiện tại, tại vì mình con mình cũng có cần nhiều thời gian đưa bé đi chơi rồi là dạy bé học ấy. Rồi là cũng nhiều cái hoạt động khác nữa. Thì mình xin gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn chân thành và mong các bạn sẽ đăng ký, mong cả nhà sẽ đăng ký kênh của mình. Bởi vì đăng ký kênh là miễn phí để cập nhật những video mới nhất của Trang Đoàn. Nào, honey, time to say bye bye. 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 Baby. Hôn gió nào? Hôn gió. Mm. Mm.